Ok, hello, xin chào anh em nha. Chúng mình thấy anh em đã quay trở lại với channel của mình. Đó là mình Monsu đây. Ngày hôm nay mình sẽ review một con game chuẩn bị ra mắt và ra mắt trong ngày hôm nay cho mọi người. Hay mình sẽ được review trước đi cho mọi người một tí. Đó, con game Siêu Thần Mobile, những tựa game mà đã từng ra mắt rồi, nhưng mà bây giờ có một bản gọi là làm lại với đồ họa xuất sắc hơn, như là từ cái dùng từ remote như vậy. Làm lại. Đây, mình sẽ vào trải nghiệm trước cho mọi người xem là gọi là đồ họa ra mắt như nào. Con game này hồi xưa khi mà nó ra mắt lần đầu mình cũng đã từng review rồi. Con game của nó là lúc đầu tên là MT Tam Quốc. Đấy, bây giờ là một bản làm lại với đồ họa và hình ảnh ok hơn. Đấy, thông báo gì đây, đăng nhập liên tục có quà, mỗi ngày đăng nhập đều có phần thưởng hậu hĩnh. Uầy, nhìn phần thưởng có vẻ mượt nhỉ. Mình nhớ không nhầm ấy, cái thời mình lúc đầu mình review ấy là tướng tá này, xong rồi mình có cả mấy cái gọi này, gọi là mấy cái ma văn này. Đấy, ma văn cho rất là nhiều loại ma văn khác nhau người ta lựa chọn luôn. Ngoài tặng được cả ma văn VIP luôn này. Hay thế nhỉ. Vào nào. Uầy, ác này là ác được cấp đấy mọi người, không phải ác của tôi đâu. Đây là cái đăng nhập nhận kim cương, xong rồi còn đăng nhập 7 ngày. Đó. Ngày thứ nhất nhận được mảnh ma văn, cái này chắc là tăng lên ma văn đấy. Đây là Lý Linh khởi 2 sao này. Đúng rồi, hợp lý. Cộng một ma văn nữa. Chiêu tài tiến bảo, cái này mình cũng biết này. Chúng ta sẽ dùng KNB, dùng kim cương để có thể quay. Cái này giống như kiểu thần tài ấy cơ. Quay này thì chắc chắn là lời thôi, chắc chắn là lời thôi. Vấn đề là lời bao nhiêu thôi, đấy. Đây, chúng ta sẽ tốn 888 này. Và cao nhất sẽ được hoàn trả là 1588. Tất nhiên nó sẽ có cái thấp nhất, nhưng mà thấp nhất thì không bao giờ thấp hơn cái số tiền chúng ta bỏ ra. Quấy. Em xịt. Ôi, mình còn quay VIP cao khác, quay đã cả tay luôn. Kim cương vứt không hết. Số kim cương luôn, nó kiểu nó không biết dịch chuyển luôn ấy. Hoài. Đấy, cái kim cương nó không hề dịch chuyển một tí nữa luôn này. Đẳng cấp thật sự. Nó nhiều quá mà. Ôi, rồi nó nhích nhích kìa đấy. Như đây. Ước nguyện thần đèn. Chúng ta sẽ chọn chúng ta sẽ chọn chọn một cái vật phẩm bất kỳ để nhận vào ấy. Quà cấp các kiểu này. Quà cấp nhìn ngầu nhờ. Xong rồi lực chiến đặt mốc, cái này cho mấy ông đua tốt các kiểu này. Thẻ tháng này. Ôi, rất nhiều luôn. Tích tiêu có kiểu ở được phết nhờ. Quả nạp đầu. Quả nạp đầu sẽ được ai đây? Tôn Thượng Hương à? Xem kỹ năng nào. Ui, nhìn như kim của Triệu Vân vậy. Sợ thực sự. Tán xạ tiễn. Uầy. Tăng lực công kích một kỹ năng bị động. Được. Mua về đi. Uầy. Tướng tá của mình sở hữu toàn con tướng nhìn ngầu lòi vậy. Sao à? Đầy sao rồi. Tôi có một con tướng ma vương. Vu cát ma vương. Uầy. Đúng rồi, mình cũng chỉ thích gái đẹp thôi. Oài, ngầu ngầu thật sự. Vô ca đồng trác. Ôi, đồng trác đẹp trai thế nhở. Đây là quản lộ. Quản lộ. Bẫy thủy tinh. Này, tí nữa vào trận mang mấy con này ra đánh nhỉ. Nam hoa này. Ôi, hình ảnh ngầu vậy. Gian hùn mà thằng đống chát ấy.
Tư Mã Huy, Tư Mã Huy là Thủy Kính Tiên Sinh này, Vương Việt, uầy, Hứa Chử, Vương Dị, Thái Văn Cơ, Bang Đức, Triệu Vận, uầy, Vân Ca này. Ngầu thật sự, đẹp hơn nhiều đấy, đẹp hơn nhiều cho cái bản lần đầu ấy. Hình ảnh nó cũng xuất sắc hơn khá là nhiều. Thật, nó khác lắm, hình ảnh đợt đầu mà tôi review con game này, những hình này nó như kiểu con da cá lựa mà, không phải như này đâu. Lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ mà. Chu Du này, Tiểu Kiều ấy, A Tốc Đạt, Nữ Linh Khởi. Ở Nữ Linh Khởi này thì nhìn vẫn thích quen quen. Từ Hoàng, Tào Phi, Nhạc Tiến ở bên dưới chúng ta cũng có nữa này. Rất nhiều luôn. Trương Phi thì vẫn xấu như ngày nào, Tào Tháo cũng vậy. Tào Nhân, ôi, Tào Nhân đẹp thế nhỉ. Trường Hợp, Mã Siêu vẫn vậy này. Tôn Tượng Hương cũng vậy. Lăng Thống, Lục Tốn, Tôn Như, Quái Dương thì chưa có rồi đấy. Quả Bộ Luyện Sư, Thái Sử Tư, Cam Ninh, Trúc Dung, ôi, Trương Bảo. Hai em, anh em gọi với tên đó là Zuka. Trương Xuân Hoa, ôi nhiều tớ nhìn đẹp nhỉ. Vương Nguyên Cơ, ôi toàn thần đó. Hoa Hùng, ôi nhìn Hoa Hùng này. Bàng Thống này, Bàng Thống là biết xấu của game mà sao giờ đẹp thế. Khương Duy này, Tào Chân, hình như là game nó thêm một vài con tướng nữa đúng không. Lữ Bố này, đấy, siêu thần. Quân tử động khẩu không động thủ, có nghĩa là nó sẽ đập vào mồm chứ không đập vào đầu đấy các ông. Kiểu kiểu vậy, quân tử là phải chơi như vậy. Mà Vương Trường Giác, wow, đẹp thế nhở. Xem kỹ năng nha. Wow, ngầu thật sự. Ui à, nhục tải như góc đấy. Giảm phép. Vào trận quân luôn đi. Chấp không dùng Mao Văn luôn. Nào, phụ bản nào. Phụ bản chưa đi ạ. Cái này thì vào nó quét nhẹ cái là chết thôi à. Đâu rồi? Đạo cụ, thần thú, mấy con siêu thần các kiểu đó rồi. Nào, dùng Lữ Bố này, Vân Ca rồi. Wow. Còn lại xấu quá. Ôi, thằng này là thằng này mỗi mình bảo nó là thằng gì tôi quên mẹ tên rồi nhỉ. Quên rồi, bỏ qua đi. Ôi, đi mẹ. Đẹp trai đẹp gái thế nhỉ. Rồi hết dàn tướng hàng đầu này vào đi. Thôi, đùa. Thần thú chưa có luôn. Vào. Chúng ta xem cái play game của nó nha. Đây là dòng game đẩy tướng ạ. Ui, cái như kiểu tôi chưa lắp đồ cho chúng nó yếu hay sao vào. Hay là bot này, bot ải cao nhờ. Và nó ốp cho cái ở tận trường 71 rồi cơ ông ạ. Hèn nào vào nó ốp cho cái toảng hết cả team luôn. Sợ thật sự. Này không cho chọn ải nhỉ. Anh ải thấp thấp thôi. Nào, thử xem có chết không. Là nó gõ trong cái mỗi gõ một con ạ. Vãi cả bot. Tự động phát. Đấy, nó cũng gọi là đỡ chết hơn rồi đấy. Chúng ta có thể nhìn được chọn bộ skin của nó.
Ui, thế có ngầu không? Ui, wow. Nếu như gọi là con gì đấy? Ngầu thật sự. Số quả này cho thêm vài cái ma ván bút máu này, vào ma ván trị liệu thì con đổng chắc nó như một cái bị thịt luôn. Ui, triệu vân miễn dịch hồi máu như một vị thần. Wow. Phá giáp các kiểu. À, vậy là thanh niên này là thanh thanh niên bút cái đấy hả? Thanh niên là thanh niên bút cái miễn miễn dịch sát thương đấy à? Nghe còn mấy ải nữa, đánh mãi không xong ải. Được rồi, vậy thôi. Vậy thôi, vậy nhìn qua play game thôi. Chứ định mệnh tướng tá không có ma văn đánh được kiểu gì đâu. À, đây là hệ thống gọi là tướng và play game kiểu trong ấy, trong game của nó. Còn các cái chức năng thì chúng ta sẽ có kỳ ngộ. Kiểu như là nó sẽ tự động nó search ra một cái đối thủ chúng ta PK ấy. Boss tập kích này, chúng ta sẽ đánh boss này. Mê cung huyền bí. Vượt ải trảm tướng tầm bảo buổi rất nhiều luôn, rất nhiều hoạt động. Đấu trường này, đỉnh phong PK, liên đấu server này, đấu thiên thông. Có nhiều cái tính năng hay thế à? Kiểu đấu chắc là đấu đấu cho bang đấy. Sẽ có nhiệm vụ, cái có lẽ là nhiệm vụ sẽ làm hàng ngày ấy. Nhiệm vụ làm hàng ngày. Đó. Nhiệm vụ mỗi ngày nó sẽ thực hiện để kiếm thêm phúc lợi ở trong game. Thiên phú, thánh khí, chiến văn, mệnh hồn và thần thú. Rất nhiều cái để chúng ta gọi là trải nghiệm luôn. Nhiều thật sự. Rồi, ok. Rất là tuyệt vời luôn. Mình phải công nhận là cái hình ảnh đây là chỗ chiêu mộ tướng à. Mình phải công nhận là cái hình ảnh nó có sắc nét hơn ngày xưa rất là nhiều đấy. Không biết là rõ đây nó không có cài đặt về mặt không có cài đặt theo cái kiểu là đồ họa sẽ gọi là cao cấp hay là phụ thuộc vào dòng máy ấy. Rất là đẹp luôn, nó rất là sắc nét, khác hẳn với ngày xưa nó vẫn còn mờ mờ ảo lắm cô ạ. Rồi, như vậy là gọi là cũng có tiến bộ rất nhiều luôn rồi đấy. Được. Ok Duyên. Tựa game này sẽ ra mắt vào ngày hôm nay nhá anh em nhá. Nên là anh em hãy nếu như muốn tải tựa game này thì link tải ở dưới phần mô tả của video. Link tải của mình ở dưới phần mô tả của video, anh em sẽ xuống đấy để tải game về máy để cài đặt một cách dễ dàng nhất mà không bị bất kỳ một cái lỗi gì. Đấy. Ok, nói chung là về tựa game này thì anh em có thể tải theo link ở dưới phần mô tả của mình. Còn về cái code riêng đi, còn về cái code riêng, còn về cái code chung chứ nhầm, mình xin lỗi. Thì hiện tại bây giờ game có một số cái code chung rồi và mình sẽ thử nhập xem có được không, bởi vì cái bản này là bản ra mắt chưa chính thức ấy, nên là không biết là có nhập được cái code này không đây. Đây mình thử nhập code chung. À được không ạ? Đây, đây là cái list code chung. Đây là cái list code chung. Nhìn khá là ổn áp luôn. Đây, mình sẽ lập tổng cộng có 5 cái code chung nhá. Code này anh em nhập được nhá. Mai anh em có thể tải game về để trải nghiệm game và nhập code vào. Hoài, mảnh tôn như 5 cái. Đó. Code này thì nói chung là anh em nào có thể dừng video lại đoạn lúc mình nhập code đấy để có thể nhập theo nhé, hoặc là link để link code mình để dưới cái danh sách code mình để dưới phần mô tả của video ấy đấy, mọi người có thể vào để lấy để nhập nhé, rất thoải mái. Đây là chỗ nhập code nhá anh em nhá, mã kích hoạt này em bấm vào phần nhân vật này, bấm vào mã kích hoạt này để có thể nhận code nhá. Ok bây giờ là mình xin phép kết thúc đấy thôi. Siêu thần mobile. Ok, anh em chúc anh em có thời gian trải nghiệm cái game này vui vẻ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.